không được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước đó, không được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm xã hội và hưởng các quyền lợi khám chữa bệnh có bảo hiểm xã hội khi về hưu, không được hưởng trợ cấp mai táng và trợ cấp tử túc cho người thân khi qua đời, mất cơ hội bảo lưu và tích trữ khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội, không được hưởng lãi suất từ quỹ bảo hiểm xã hội là những thiệt thòi khi rút bảo hiểm xã hội một lần. Đây được xem là một giải pháp tạm thời, người rút lại mất đi nhiều quyền lợi lâu dài mà không ngờ tới. Thưa quý vị, bên cạnh những lợi ích tức thì, việc rút bảo hiểm xã hội một lần cũng đem lại không ít hệ lụy và rủi ro về lâu dài. Việc hiểu rõ về quyền lợi, điều kiện và các hệ quả của việc rút bảo hiểm xã hội một lần là vô cùng cần thiết. Sau đây chúng tôi cung cấp một số thông tin giúp bạn có những quyết định thông thái và đảm bảo an toàn tài chính trong tương lai. Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2014, nhà nước đang tổ chức hai loại bảo hiểm xã hội bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Khi đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích. Tùy vào loại bảo hiểm xã hội tham gia là bắt buộc hay tự nguyện mà người lao động sẽ bị giới hạn một số quyền lợi. Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có 5 lợi ích. 1. Hưởng chế độ ốm đau. Người lao động được nghỉ làm và nhận trợ cấp khi bản thân ốm đau hoặc còn dưới 7 tuổi ốm đau. 2. Hưởng chế độ thai sản. Lao động nam và lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội đều được hưởng chế độ thai sản khi khám thai, khi sinh con, nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi, thực hiện các biện pháp tránh thai. 3. Hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một phần hoặc hàng tháng, tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình, trợ cấp phục vụ, trợ cấp một lần khi chết, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị tai nạn, bệnh nghề nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi trở lại làm việc. 4. Hưởng chế độ hưu trí. Người lao động đóng đủ tuổi và đủ số năm tối thiểu để hưởng lương hưu sẽ được giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng. Thay vì nhận lương hưu, người lao động có thể chọn rút bảo hiểm xã hội một lần khi có đủ điều kiện. 5. Hưởng chế độ tử tuất. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc qua đời, thân nhân của người này sẽ được hưởng chế độ tử tuất với hai khoản tiền: trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất một lần hoặc hàng tháng. Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có hai lợi ích. 1. Hưởng chế độ hưu trí. Người lao động đóng đủ tuổi và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 20 năm trở lên sẽ được giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng. Thay vì nhận lương hưu, người lao động cũng có thể chọn rút bảo hiểm xã hội một lần khi có đủ điều kiện. 2. Hưởng chế độ tử túc. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện qua đời, thân nhân của người này sẽ được hưởng chế độ tử tuất với trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất một lần. Sau một năm nghỉ việc hoặc không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần. 2. Các trường hợp được nhận ngay bảo hiểm xã hội một lần, không phải đợi một năm. Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4, điều 54 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3, Điều 54 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ra nước ngoài để định cư. Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp người lao động quy định tại điểm D và điểm E khoản 1 điều 2 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Theo Bảo hiểm xã hội nước ta, người lao động lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần để có được khoản vốn chi tiêu trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, khi lựa chọn cách này, các quyền lợi của người lao động cũng bị hạn chế rất nhiều so với hưởng lương hưu. Sau đây chúng ta hãy cùng so sánh vấn đề này. Giả sử người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2003 đến năm 2022, bao gồm 11 năm trước 2014 và 9 năm từ năm 2014 trở đi, với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là 6 triệu đồng một tháng, giả định người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong năm 2024, thì người lao động sẽ nhận được số tiền cụ thể như sau. Trường hợp khi rút bảo hiểm xã hội một lần, số tiền nhận được sẽ là 6 triệu đồng nhân tổng số 1,5 nhân 11 năm cộng 2 nhân 9 năm bằng 207 triệu đồng. Trường hợp người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm đến khi đủ điều kiện về tuổi đời được hưởng lương hưu thì tổng các quyền lợi nhận được như sau. Đối với lao động nam, đủ 61 tuổi, dựa trên căn cứ tính theo tuổi thọ trung bình của nam giới là 71,1 tuổi. Như vậy, số tháng hưởng lương hưu tạm tính là 10,1 năm, tương đương 121 tháng. Tỷ lệ hưởng 45%, mức lương hưu là 6 triệu nhân 45%, bằng 2 triệu 700 ngàn đồng. Tổng tiền lương hưu nhận được là 121 nhân 2 triệu 700 ngàn đồng, bằng 326 triệu 700 ngàn đồng. Mua bảo hiểm y tế 4,5% nhân 121 nhân 2 triệu 700 ngàn đồng bằng 14 triệu 701 ngàn 500 đồng. Trợ cấp mai táng phí 10 tháng lương cơ sở là 18 triệu đồng. Trợ cấp tử tuất một lần 3 tháng lương hưu trước khi chết là 8 triệu 100 ngàn đồng. Tổng số tiền được hưởng từ quỹ bảo hiểm xã hội là 367 triệu 501 ngàn 500 đồng. Đối với lao động nữ, đủ 56 tuổi 4 tháng, dựa trên căn cứ tính theo tuổi thọ trung bình của nữ giới là 76,5 tuổi. Như vậy, số tháng hưởng lương hưu tạm tính là 20 năm 2 tháng, tương đương 242 tháng. Tỷ lệ hưởng 55%, mức lương hưu là 6 triệu đồng nhân 55%, bằng 3 triệu 300 ngàn đồng. Tổng tiền lương hưu nhận được là 242 nhân 3 triệu 300 ngàn đồng, là 798 triệu 600 ngàn đồng. Mua thẻ bảo hiểm y tế là 4,5% nhân 242 nhân 3 triệu 300 ngàn đồng bằng 35 triệu 937 ngàn đồng. Trợ cấp mai táng phí 10 tháng lương cơ sở là 18 triệu đồng. Trợ cấp tử tuất một lần 3 tháng lương hưu trước khi chết 9 triệu 900 ngàn đồng. Tổng số tiền được hưởng từ quỹ bảo hiểm xã hội là 862 triệu 437 ngàn đồng. Tính đến tháng 4 năm 2024, có gần 121.900 người nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cao nhất từ trước đến nay. Dự báo nếu đà tăng này tiếp tục thì năm 2024 ước có khoảng 1,4 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Trước thực trạng này, thảo luận về dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, nhiều đại biểu cho rằng cần có những giải pháp tối ưu để đảm bảo cho hàng triệu người lao động không bị ra khỏi lưới an sinh, không được đảm bảo cuộc sống khi về già. Về quy định tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đưa ra hai phương án nhằm giải quyết vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần đang có xu hướng gia tăng. Phương án 1, người tham gia đóng bảo hiểm xã hội trước khi luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực, dự kiến ngày 1 tháng 7 năm 2025, thất nghiệp 12 tháng và có nhu cầu thì được rút bảo hiểm xã hội một lần. Còn người bắt đầu đi làm và tham gia bảo hiểm xã hội từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2025 sẽ được không rút bảo hiểm xã hội một lần, trừ trường hợp theo quy định. Phương án 2, người lao động được rút bảo hiểm xã hội với mức không quá 50% tổng thời gian đóng, phần còn lại được bảo lưu trong hệ thống để sau này hưởng chế độ. Đóng bảo hiểm xã hội được 14 năm, chị Nhâm, 40 tuổi, nhân viên công ty sản xuất điện tử tại Hà Nội cho biết bản thân tính rút một lần vì khó khăn tài chính, là mẹ đơn thân, lương hành chính khoảng 6 triệu 500 ngàn đồng một tháng, nuôi hai con nhỏ, chị Nhâm cố gắng bám trụ công việc vì lớn tuổi, khó tìm việc mới. Theo chị Nhâm, chị tính toán lương hưu chỉ từ 3 đến 4 triệu đồng một tháng, trong khi nếu rút một lần được hơn 100 triệu đồng, số tiền không lớn, nên chị tính dành một nửa gửi ngân hàng lấy lãi hàng tháng, một nửa còn lại về hùn vốn với người quen mở tiệm tạp hóa. Xem thông tin về đề xuất hạn chế rút bảo hiểm một lần, chị Nhâm cho rằng phương án rút 50% trước, 50% còn lại để lại khi về hưu sẽ phù hợp. Bởi chị chỉ cần vài triệu lo cho con tiền học đầu năm, sinh hoạt phí, nếu rút hết chị sẽ mất lương hưu. Chị Nhâm nói, tôi mong nhà nước có chính sách dài lãi suất thấp, không ai muốn rút bảo hiểm một lần. Chị Phương, 26 tuổi, quê Phú Thọ, công nhân tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội, cho biết những tháng qua, anh chị sống bằng lương cơ bản khoảng 5.700.000 đồng một tháng. Sắp tới nếu ít việc, lương công ty không đảm bảo, mình sẽ rút bảo hiểm một lần và tìm việc khác. Mình còn chút tích cóp nên sẽ đi học nghề, mở quán. Chị Nhâm, anh Phương chỉ là hai trong rất nhiều người lao động muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để lấy vốn làm ăn, thay vì đóng tiếp. Nguyên nhân chính vẫn vì khó khăn tài chính trước mắt. Nếu được hỗ trợ vay chi tiêu ngắn hạn, có lẽ họ sẽ suy nghĩ lại, vì ai cũng muốn có một khoản nho nhỏ về hưu sau này. Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế xã hội, có một bộ phận người lao động lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi trước mắt và về lâu dài của chính bản thân, đơn vị sử dụng lao động và toàn xã hội. Bảo hiểm xã hội nước ta khuyến cáo người lao động không nên vì khó khăn kinh tế trước mắt mà chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần, vì sẽ lợi trước mắt thiệt thòi lâu dài.